ăn thêm hoặc chờ lại. Xin chào. Chào chú Siêu. Sáng chủ nhật mấy đứa nhỏ trong nhà nó chưa thức, chờ nó thức chị dắt nó đi ăn, nói chuyện với tí chú một tí, tiếp chú một tí nha. Ok, cứ nói chuyện đi, chú mải quay. Chú đang mải quay nha, không nói chuyện được. Việt Nam của mình quá bình yên hả chú, học tập và làm theo tấm gương của bác, rèn luyện thân thể, bảo vệ tổ quốc, rất là văn minh. Công an an ninh hồ. Nếu mà các bạn mà phản động mà nói mà đàn áp nhân dân thì giờ công an ta ra ta đuổi mấy người nãy trơn rồi, đâu cho vô chơi vậy đâu. Đừng phải bảo vệ cho những người này người ta vui chơi chứ. Đang đứng ra bảo vệ cho bà con vui chơi gì đây, là vui chơi lành mạnh. Đúng. Ha. Đúng. An ninh là công an bảo vệ mục tiêu, bảo vệ cho bà con tập thể dục rồi các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đầy đủ hết. Đấy, thanh niên đây là thanh niên họ tổ chức ra những cái vấn đề này, họ chơi hết cái đám đá cầu mây rồi đám chạy thi rồi đến bây giờ cái đám cái đây là cái đội thiếu nhi của cái đội chắc là của quận hay là của phường nào đây, họ ra đây họ tổ chức vui chơi đông người. Cách vài chục mét thì có một sân khấu mà có nhiều loại hình nghệ thuật nữa. Sân khấu hồi nãy là sân khấu mà ảo thuật, còn này là sân khấu ca nhạc nhảy múa. Rồi bên kia thì tổ chức chạy việt giả. Nó sướng một cái nha. Michael Seon ơi, nói nghe muốn nói cái gì, tôi nói thiệt. Các bạn không có công nhận cái sự thật của đất nước. Người ta đứng cái chú Siêu này nè, chú là một người dân bình thường thôi. Chú không phải là một đảng viên gì hết. Chú đâu có đủ khả năng, tiềm năng mà chú đi quy tụ một cái lực lượng lớn để chú quay giả gì được. Đây là hình ảnh chân thật của đất nước mà các bạn không công nhận, không bao giờ công nhận những cái gì mà phát triển như những cái tốt của đất nước hết á. Người ta quay rõ ràng thực tế vậy đó, hình ảnh này có sửa đổi gì được không? Hay là tới khả năng của chú Siêu có bỏ được một số tiền để quy tập một số người để dàn dựng quay gì được hay là không? Mà các bạn không có tin mà nói ra thì các bạn ở đó mà các bạn cào bằng phím, các bạn chống đối lại. Kể cả ông Phố Bôn Sa TV, ổng được mời về Việt Nam, ổng đi qua hoặc ra ngoài Trường Sa, ổng quay từng cái clip một đưa lên mà các bạn cũng không tin, các bạn nói là bất đảo, nói là hình ảnh đó hình ảnh dàn dựng. Nói vậy đâu có được. Nè nhìn thấy Hà Nội không? Rồi. Cây xanh không? Cây xanh. Thấy non, non sông nước biếc của đất nước Việt Nam mình không? Thấy chưa? Thấy công lao đổ máu của toàn dân Việt Nam không? Thấy đường lối lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ không? Cái đường đó lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện giờ không? Cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc không? Đó. Độc lập là bây giờ đất nước này là không có chiến tranh, không có ai xâm lược, không có gì hết trơn nè. Không có phụ thuộc một thằng nước ngoài nào hết nè, độc lập không? Tự do là thế, tự do đi chơi chưa? Tự do đi sinh hoạt chưa thấy chưa? Thấy bà con hạnh phúc không? Rành trước mắt đó mà không chịu nghe, mà cứ ngồi đó mình cứ nói cái gì đi ngược lại lợi ích của đất nước, đi ngược lợi ích của nhân dân, đi ngược lại xu hướng phát triển của đất nước. Tôi đó bụng đó tính dắt con tôi đi ăn sáng mà tôi chờ nó thức, tức quá tôi vô đây tôi nói mấy bạn tí. Đây nè, bắt đầu vợ chồng tôi chuẩn bị nè, xe cộ rồi chở con cái đi ăn uống tới nè. Rồi xong rồi trưa về rồi giỡn hết rồi với con rồi coi phim rồi ngủ nghe, rồi chiều đi nhậu với bạn bè ăn chắc, chắc thứ hai đi làm việc. John Phạm ơi, đất nước Việt Nam mình đâu có bị xâm lấn gì đâu, mình đánh hết trơn rồi, phía Bắc phía Nam thì đánh hết trơn, không có xâm lấn gì hết trơn á. Giờ cố gắng lấy lại cái Hoàng Sa của Việt Nam Cộng hòa làm mất đó thì từ từ lấy. Ok, ở Việt Nam hưởng thụ, Michael Sohn ở Việt Nam hưởng thụ là chắc. Bà con Việt Kiều ở nước ngoài, ở như đặc biệt là ở Mỹ, bây giờ họ làm, họ cũng để dành tiền về Việt Nam cắt nhà, họ về hưởng thụ nữa. Tôi ở làm thầu xây dựng ở miền Tây đi cắt nhà cho bà con Việt Kiều ở Mỹ nhiều lắm. Họ chuẩn bị về Việt Nam hưởng thụ, đó là điều chắc chắn. Chắc chắn là bà con Việt Kiều để làm, để dành tiền về Việt Nam hưởng thụ rồi. Lời nói không có gì sai hết các bạn ơi, nói sự thật thôi. Đây là sự thật nha.
Hoàng Sa đất bản gốc. Hoàng Sa là của Hoàng Sa là do John Phạm Hoàng Sa là do Việt Nam Cộng Hòa đánh mất, và tổng thống Thiệu đây không chịu dùng không quân đánh đập bởi vì Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay. Đó là hậu quả của việc làm tay sai cho Mỹ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Hoàng Sa là do Việt Nam Cộng Hòa làm mất, và Việt Cộng sẽ lấy lại, Cộng sản sẽ lấy lại trong thời gian lâu dài một tí, rồi nói cho John Phạm biết. Ok bạn, đây là trực tiếp ở tại phố đi bộ Hà Nội đấy. À, Việt Nam có gì mà hưởng hả John Phạm? Việt Nam đang hưởng. Trước mặt các bạn, trước mặt clip của chú Siêu này là Việt Nam họ đang hưởng thụ đó, họ đang hưởng thụ về tinh thần văn hóa đó, đang vui chơi ca hát nhảy múa đó. Đây là loại thanh niên. À, cảm ơn bạn Quân Đạt, bạn nói câu này là đúng nè. Bạn mày cứ hỏi đi Vũ Hoàng Lân, hỏi Nguyễn Phương Hùng, hỏi Lý Kính Phương, cùng tại Châu, em tình hình đất thế nào? Những người này là những người có mặt về trong cái Bộ Ngoại giao Việt Nam, dẫn những người này về, Nguyễn Thanh Sơn dẫn ông này về, dẫn những người này về quay lại tình hình đất nước Việt Nam. Các bạn cứ vô trang mấy người đó các bạn coi. Ok. Khi nào là từ từ, chỉ nói con cháu lo, ba đời, bốn đời, năm đời sau con cháu lo. Anh ấy có mắt đất chưa? Việt Cộng, thì anh ấy có mắt đất chưa? Không hiểu. Lò cầm thú quay lưng với nỗi đau của đồng loại. À ok, lò cầm thú quay lưng nỗi đau. Tức là các bạn về Nam Cộng Hòa khi bị Việt Cộng đánh vô rồi thì quay lưng với đất nước, bỏ đi qua bên Mỹ ở bển, không ở lại để đó. không bám đất, không yêu nước, như vậy là những loài cầm thú. Bạn nói đúng đó Nô Nguyễn, chỉ có loài cầm thú mới quay lưng với đất nước, với nỗi đau của đất nước, chính là những người Việt Nam Cộng Hòa đu que đu càng qua Mỹ, bỏ lại đất nước Việt Nam. Những người đó là những người cầm thú không biết yêu nước. Đánh với con gái mẹ tụi bay có đồ ăn cướp có nhà tao còn được con cơm, không biết nói ai, không biết nói bệnh. Đây 3, 4, 4, 5 cái sân khấu. Trước một đoạn này có một cái sân khấu thanh niên nó tổ chức. Họ tổ chức từ bắt đầu từ buổi từ tờ, tại vì bái nó từ mờ tờ mờ sáng khoảng 4-5 giờ là dân họ tập thể dục ở cái hồ Hoàn Kiếm này rồi đó. Đúng rồi. Suốt tới bây giờ luôn. Bản đồ vẫn vô với bản đồ. Rồi để lát cái bài xử này con vô bản đồ đi rồi ba chào ba chở đi xem. Đồng giờ thấy công an họ đi họ bảo vệ cho dân không? Nhiệm vụ công an là công an nhân dân, bảo vệ cho dân chứ không có đàn áp dân. Đây hình ảnh trung thực chính thức, không có ai đàn áp ai hết. Các bạn thấy các đồng chí công an đứng đó không? Chỉ dẫn cho dân đồ vui chơi không? Đó, thấy chưa? Cộng sản là bảo vệ cho dân vui chơi. Cộng sản là bạch tiết, cộng sản là lũ vô thần không ai theo. Lũ chúng mày. 90 triệu dân theo chứ không ai theo hết, chỉ có 3 triệu dân. 3 triệu dân ở 3-4 triệu dân ở Mỹ thì chỉ có cả mấy ngàn người không theo thôi, còn tất cả là theo hết. Đấy cái khu vực này khu vực công an mấy con chó vô đường viên gắn đầu cho đủ hình người thôi. Đây là ok Tôn Ngộ Không, không hiểu từ dư luận viên là gì hết, người dân lên tiếng thôi, không hiểu từ dư luận viên là gì hết. Tôi không phải dư luận viên luôn,
Việt Nam đúng không? Nhìn à, à Nguyễn Hữu thua là Nguyễn Hữu thua rồi. Nhìn đây thực tế, tôi có bảo sao, sao có gì? Đây, hình ảnh của chú Siêu là hình ảnh thực tế. Trực tiếp đây, tại vào hồ phố đi bộ. Ngày hôm nay chủ nhật, đang quay trực tiếp đây. Chả nhà này đó. Thấy vừa không? Thấy cây xanh không? Thấy Hà Nội cây xanh không? Thấy đường phố hả? Đường phố của cái khu vực Hồ Hoàn Kiếm ok chưa? Các bạn ở nước ngoài các bạn không có về bắt, các bạn nhìn thấy các bạn tức quá, các bạn chửi hoài. Lũ chó chúng mày con qua cũng nhờ bao que đó con, không phải đuổi bao que đi rồi đất nước Việt Nam mới văn minh mới khôn. Ở đó còn như năm con quả trong đây đất nước nghèo lắm. Đuổi bao que. Đuổi bao que đi rồi đất nước Việt Nam mới văn minh mới khôn lên. Đây nha, trong cái quá. Hà Nội để trong cái chứng kiến đúng rồi, ba dọc xuống cầu rồi, bạn nói đúng. Cái tháp rùa nhìn thấy tháp rùa ngoài giữa hồ chưa? Không, Việt Nam có 54 dân tộc, không có dân tộc Ba Tạo, đúng rồi. Chỉ có dân tộc Hoa thôi, người Hoa là người gốc Trung Quốc qua Việt Nam, họ cũng yêu nước Việt Nam, họ trở thành người Việt Nam luôn. Họ sống đất nước Việt Nam. Họ một dân tộc của Việt Nam, trong đó Kinh Hoa Chăm Khmer. Nhìn thấy cái tháp rùa Hà Nội chưa? Đấy, thấy nhân dân chưa? Họ chơi vui chưa? Ok. À, Sony Tấn cứ sửa cho đã đi, để rồi sẽ bị chết và bị xóa sổ trong năm nay. Câu này nghe quen. Lisa Phạm nói 2016, 15, 16 đổi tiền, 17 đổi tiền, không có. Đồng Anh Quân nói lật đổ trong năm 2017, không có. À, các bạn nói trong năm 2017-20 sẽ là một đất nước của Tàu, cũng sẽ không có. Các bạn đợi đây sẽ nhục nhã với những câu nói này. À, Lưu Phạm này, chúng mày cứ nhiều gửi nhiều tiền về cho các bạn nó biểu tình đi, ở là Việt Nam có tiền. cứ gửi tiền về bằng mọi hình thức, cứ gửi đô la về Việt Nam, tự nhiên tiền sẽ vô Việt Nam thôi. Cũng má thêm một thằng nịnh thôi, hỏi con nào dễ dễ trả lời đi, nịnh câu đó trả lời không có nịnh, tại vì đâu có nịnh có được đồng bạc nào đâu, nịnh tối ngày đi làm mệt chết con đĩ mẹ, làm nuôi vợ nuôi con không có biết nịnh ai đâu, nịnh ngay nhà nước công an nó cũng cho mà được gì đâu, nếu mình đi làm mình sống thôi. Ô hà, xong cái trò họ đua xe đạp nha, ui giời, họ đua xe đạp. John Phạm mỗi năm khôn quá, ngửa tay nhận hơn 10 tỷ đô la của hải ngoại, ok, ban giao với quốc tế thôi, cái nào viện trợ thì nhận, cái nào mình cũng đi viện trợ như người khác lại thôi, cái đó là cái chuyện bình thường. 10 tỷ đô la, 20 tỷ cũng được, nhiều hơn càng tốt, bạn John Phạm ơi. Xong cái thanh viên họ đua xe đạp kìa. Sắp chết rồi, vui lắm, cười đi. Không bao lâu đâu, ok, ý bạn là bây giờ mình đây bên đây Việt Nam đang vui vẻ, đang cười đi, đúng không? Còn các bạn nói Việt Nam sắp chết rồi, chừng nào chết, trước mắt vẫn cười vui vẻ, vẫn học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương của bác. Bác Trần Siêu vẫn hoạt động, bác Trần Siêu hàng ngày vẫn ra ra Hà Nội quay những hình ảnh đẹp lên cho các bạn coi ha. Rất phi Nguyễn. Thanh niên nó nhảy xe đạp đó đi. Dư luận viên mà không hiểu thì đầu của mày chứa toàn cước không? Ok, không phải dư luận viên thành ra không hiểu gì hết, chỉ nói lên cái tình hình thực tế của đất nước thôi. Tôn Ngộ Không không phải là dư luận viên thành ra không được học bài bản, chỉ thấy gì nói đó thôi. Tình hình đất nước bây giờ phát triển tốt, trước mắt các bạn là trước mắt của bạn Tôn Ngộ Không là thanh niên tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam đang vui chơi giải trí, đang vui chơi lành mạnh tất cả các trò chơi. À, và kể cả được các đồng chí công an ngồi đó giữ gìn trật tự luôn, bảo vệ cho họ vui chơi ha. Tôn Ngộ Không trả lời cho bạn. Ôi trời, ngã. Bạn có chính quyền cộng sản sẽ bị số trong năm nay. Trời ơi, trời, bỏ ông. Nếu mà bây giờ như thế này đi, ok, một câu một trả lời cho Sony Tuấn biết thôi. Nếu mà cộng sản bị xóa sổ trong năm nay thì các bạn khỏi cần đi. Trong năm nay, xóa sổ trong năm nay thì đừng đi biểu tình. Mày có người nhà mày.
này chưa, hết rồi cái này bán hết đỉnh đó. Ôi, đọc là mệt quá. À, mày gọi điện cho ông Quang, cái ông Quang Lùn, ông Quang Lùn ông vừa gọi ra đây mà đang quay ông đi gọi về đây. Tự do dân Việt Nam. Quang Lùn để bỏ ra đâu ra đây. Đang gọi, đang quay ông gọi. Bảo đang ở chỗ chỗ đây. Đấy, bên quá đây vui. Là Hà Nam. Quá vui ha chú Siêu. Dân chúng đồ chơi kìa, thanh niên, từ người già, trẻ em, phụ nữ, ok, quá vui. Hạnh phúc quá mà để cả 200.000 gái Việt Nam phải đi làm dâu Hàn Quốc. Ok, cái đó là không được quyền cấm người ta có quyền có chồng nước ngoài bạn ơi. Họ có được có quyền đi lao động nước ngoài và họ có quyền có chồng ở nước ngoài. Ở đất nước Việt Nam tôi bây giờ Nga đó, ở ngoài Vũng Tàu đó. Mấy cái người Nga Liên Xô cũ đó về Việt Nam đây, ở trong đây không có chồng Việt Nam vậy, bình thường có gì hết. Đó là do mỗi con, đó là tự do đó nha, còn nếu mà không tự do là không cho họ đi đâu. Rồi, nói cho do Nguyễn biết thế đó đó. Giờ tìm mấy câu của mấy người mà phản động hỏi mình trả lời họ. Đúng rồi. Đấy, bây giờ thấy tạnh mưa tí rồi thì thấy ở trong Lý Thái Tổ, trong tượng đài Lý Thái Tổ đông người. Đông, đang tổ chức những trò chơi. Chị có chồng nước ngoài, có chồng Trung Quốc, Đài Loan hay là có chồng Hàn Quốc gì đó là bình thường, đi lao động nước ngoài là bình thường, không có gì hết. Còn họ ra ngoài họ có đi lao trốn ra, tức là mỗi một cái trước khi lao động họ nó có dằn tiền lại một trong cái công ty mà môi giới ở Việt Nam, sau đó họ ra đó họ làm. Họ làm ở trong hợp đồng thì lương nó thấp, họ trốn ở ngoài họ làm lương cao, có thể họ trốn ngoài họ làm luôn, rồi khi họ bị cảnh sát bắt thì họ sẽ bị đuổi về. Hình tụi mày lại, đất nước mất đưa tụi mày lên thế giới. ok, Rusedan cứ chụp hình lại, đất nước mất thì đưa lên thế giới, ngàn năm nữa đất nước chưa mất, một câu trả lời gọn nhẹ một cái, một ngàn năm nữa đó nó Việt Nam chưa mất, cứ chụp hình. Mấy các bạn mày làm như mất gốc Việt Nam vậy, nói tôi học cũng ít, học lớp 10, lớp 9, lớp 10 tôi đi bộ đội rồi, thành ra tôi đọc chữ nó không có dấu, khó đọc quá, cứ để dấu vô đây. Phản bán nước cướp của dân, đó là phản nước. Cộng sản bán nước, chưa có bán nước, chưa có bán một tấc đất, một tấc biển nào hết. Cướp của dân cũng chưa có cướp, đang bảo vệ cho dân vui chơi. Từ Bắc chí Nam, chưa có bán một miếng đất nào cho ai hết. Ông gia của tôi còn mở rộng bờ cõi thêm nữa. Một thằng Bắc Kỳ, một thằng Nam Kỳ, hai thằng ngu như heo. Ok, thì vậy thôi, đối lập nhau mà, bạn có nó có thể nói tôi ngu, tôi có thể nói bạn ngu bình thường. Còn khôn hay ngu thì đối mặt với nhau mới biết. Mất rồi thằng chó, không mất đâu, không mất. Cái đó là nói gọi là xuyên tạc, chứ không mất đất, không mất đất, không mất biển, không mất địa, không có. Bạn nào chứng minh được Việt Nam bị mất đất chỗ nào đi, về đây tôi cổng đi nhậu. Không biết nghĩ gì đó, đủ mẹ thằng xạo lồn bưng bô, không biết bưng bô, không biết từ bưng bô là gì, chưa định nghĩa được từ bưng bô, chỉ nói lên sự thật thôi. Vậy những hình ảnh đang quay cũng là sự thật thôi. Sao nhiều người như đa số là mấy cái tên mà nãy giờ trong đây hỏi tôi toàn là có cái từ nước ngoài không, mà chắc đang sống ở nước ngoài. Ok, về Việt Nam sống sẽ biết. Jogen Vinh gì nè, cứ về Việt Nam sống sẽ biết. Cứ kể tới dù như là dân Nguyễn Thị Dân hay là Nguyễn Hồng Dân vậy đi, về Việt Nam sống sẽ biết. Ít nhất thì cũng Tết cũng có về Việt Nam chơi, biết đất nước Việt Nam phát triển. Rồi ông cha mày vô cướp miền Nam, ok, tôi người miền Nam chánh gốc, tôi sanh ra là lớn lên. Ông bà tôi là ở Campuchia, Việt Kiều Campuchia, yêu nước, ôm súng đi làm cách mạng và về sống ở miền Tây Nam Bộ. Ba tôi là bộ đội Bến Tre, mẹ tôi là dân kháng chiến ở An Giang, tôi là bộ đội Campuchia, ok, tụi tôi không ở miền Bắc.
Bác thấy dân nước Việt Nam vui chơi đẹp, bao cái tức quá mà tức không làm gì được thì vậy không? Ở nhà trang nói thằng tôi không biết. Ở nhà trang ai nói ai là nói ở nhà trang. Tô Nguyễn đây không đọc ở nhà trang. Ở nhà trang, ở nhà trang thì tôi có nhà ở đường Trần Phú. Cứ bữa nào rảnh lại nhà tôi chơi, lát nữa cho địa chỉ. Giết giết dân cướp tài sản của dân. No, không có giết dân cướp tài sản của dân, hoàn toàn không có. Nhưng mà có một điều này, lúc đó chế độ Việt Nam Cộng Hòa đang nắm quyền ở miền Nam, mà khi miền Bắc vô giải phóng miền Nam rồi thì Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy, thì có lấy nhà của Việt Nam Cộng Hòa, có lấy những căn nhà đó phát lại cho dân ở trong đó. Có tôi, nhà tôi được cấp một căn ở tại đường Chợ Gạo Trúng Tiền Giang quay. Nhưng mà cuối cùng nhà tôi không thích sống, cũng trả lại nhà nước đi về quê sống. Thu mấy căn nhà đó. Mãi năm quan giờ bản gốc đã mất rồi, ngu bò chị nó không biết, mà miền Bắc có gì chú Siêu trả lời giờ. Mãi năm quan này chú Siêu ơi, cháu không rành. Thôi rồi, tam quan hôm nào về đây, về đây dẫn đi xem. Mãi tam quan cứ về đây thực tế dẫn đi tận nơi xem mất cho nào. Nơi biết thì trả lời, không biết thì thôi. Đúng rồi, cứ về về đây dẫn đi tận nơi, thích thì về đây dẫn đi tận nơi cho nào. Tam quan chỗ nào bị mất các bản dông cho nào bị mất. Chú về đây dẫn đi tận nơi thì biết. Phi Nguyễn tưởng có thực tế, phải cái gì phải thực tế chứ bây giờ nói U7 đã đứng lên nói là nước đã mất rồi, vậy ông viết không có chữ khó đọc quá, không có dấu gì con. À xin anh tha hạnh như này nha. Đây là bờ hồ, cô có đi bộ đi. Mãi bây giờ con mặc đồ vô phòng đi bộ Hà Nội, cô có Hà Nội, cô đi bộ. Tưởng gì Phan Văn Di khu 7 đã đứng lên. Địa điểm cụ thể ở đâu đây, tham gia với anh? Đây, đây tại đây là khu tượng đài Lý Thái Tổ, đây là địa điểm trực tiếp là tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội đây. Đây là khu tượng đài đây, nhìn thấy chưa? Tượng đài Lý Thái Tổ đấy, xa xa kia là cái tượng đài Lý Thái Tổ. Đấy, okay, nhìn thấy chưa? Có công trình thì anh có đóng cừ thì anh điện em liền nhé, điện ai để đi, có gì anh có làm anh điện cho nha. Hàng rào đó làm rồi em. Rồi bây giờ bữa có nhà đóng cừ đá rồi nên ok anh điện em ha. Sắp khởi công rồi em. Ồ, các bạn nào, mấy các bạn bao que gì đó, mấy các bạn Hàn Quốc vô đặt câu hỏi tôi trả lời trực tiếp luôn coi. Musa chúng mày có được đến đấy không? Ở Campusa vậy đó hả? Ôi, cái đó giải quyết, nhà nước mình giải quyết lâu rồi. Nhà nước mình ký hợp đồng cho nó vô làm ăn, nó cũng nuôi 9-10 ngàn công nhân của mình trong đó. Nó xả thải ra biển, nó đó là cái đó là nó sai hợp đồng, nó chịu tội với đất pháp luật Việt Nam. Nó đưa tiền bồi thường hết rồi, giải quyết xong hết rồi, không nói nữa. Nói chuyện mới đi. Không đọc được tên ông tướng Lê Văn Di. Ở đây nội dung nhỏ đi, thằng Bưng Bô bộ đội bộ cuối tháng lãnh lương. Nào chết bỏ vợ bỏ con lại liền. Bây giờ đang nói chuyện đi, không có lãnh lương đồng nào, xin chết bỏ vợ bỏ con lại luôn, không có. Giết tài sản của dân và hiếp dân, giết dân và của chủ đội Việt Nam. À ok đúng rồi, nói cái đó phải là đó, đó 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 cướp dân dữ lắm. Cách đây mấy tháng nè mày Việt Nam cuối ống cống của nước ngoài, Việt Nam thúi hơn ống cống của nước ngoài. À nó có này cũng có tùy theo chỗ thôi, một số kinh gạch này nọ đồ nó chưa nạo vét thì có thúi, còn ngoại là văn minh bình thường, giống như các bạn biết ở Sài Gòn đó, mấy cái kinh đó bây giờ cá sao nuôi cá được rồi đó. Hồi đó là kinh nước đen á đó. Đó kinh nước đen thú quắc đó, bây giờ là cá nó sống được rồi, lâu lâu mưa thì nó thiếu oxy nó chết chút đỉnh vậy thôi ha. Đất nước càng phát triển thì sẽ là khắc phục những cái chuyện đó, nếu kém nó sẽ khắc phục từ từ nha bạn. Quê bạn ở đâu là tốt, bạn về đó, quê bạn ở đâu đó bạn thấy đất nước của bạn phát triển hơn hồi xưa nhiều không?
lời thông não tụi nó ok Bình Dương. Yên tâm, ở đây trả lời được, trả lời bằng sự thật thôi chứ cũng không rành gì đâu. Không có cái nào có, không có này không. Không có gì chơi gì. Không phải còn chơi gì gì anh. Ừ, chơi gì. Diễm Phan, Hoàng Sa, Trường Sa đó sao? Mày nói không mất đất, Hải Nam Quan. Còn đâu nữa, tụi mày là con cháu của Trung Quốc. Sao xuống đi mày, mặt thấy ngu rồi. À, nó nói là Hoàng Sa do Việt Nam Cộng Hòa là mất năm 1974, bị đánh hết hai lần Bắc Nam gì đó mới lấy được. Còn Trường Sa thì mình vẫn còn y và mình còn sau 1975 nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội Việt Nam còn lấy lại thêm một số đảo. Tình hình hiện giờ là ở Trường Sa là đất Việt Nam mình đang nắm giữ rất là nhiều đảo nhất. Tất nhiên là bị mất một cái gạt ma, và Trung Quốc cũng bồi đắp mấy cái bãi ngầm ở thành khu quân sự đó là có. Việt Nam đang lên tiếng nói cho Diễm Phạm biết, chị Diễm Phạm biết vậy nha. Ai gọi trong quan nói gì ạ? Danh sách Nguyễn như là để có dấu đi mới trả lời được, không có dấu trả lời không được. Quá rồi, lại hơn chưa? Quá rồi, tệ hơn xưa. Còn là bà già con nít với số ok, đất nước Việt Nam có bà già con nít với số là không sai, cái đó là có ở đâu cũng vậy. Thậm chí tôi ngồi uống quán cà phê thôi, ngồi uống cà phê thôi tôi lắc đầu rồi tôi cũng muốn chết nữa. Đó, cái đó là có. Họ thì bây giờ họ cái đó là họ làm một cái nghề sinh sống của họ, một ngày họ bán vé số họ kiếm được khoảng, người nào bán nhiều thì được khoảng 200 ngàn, người nào bán ít thì được khoảng 150. Mấy đứa học sinh mà nghỉ hè đó, nghe học có đi bán kiếm được 100 ngàn, cái đó là có, thực trạng đất nước là có. Vì vậy nên muốn tạo công ăn việc làm cho thế hệ mai sau này thì cần mở những cái khu kinh tế rồi lên, giống như vừa rồi các bạn đừng đi phản đối nữa, để có công ăn việc làm nhiều cho dân mình nha. Bỏ bớt này, trả lời không kịp, bỏ bớt đi. À, đang ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ. Cứ trả lời cho tụi nó biết để sẵn trả lời vừa. Các em đang ở tượng đài Lý Thái Tổ, chỗ bờ hồ, chỗ phố đi bộ. Thằng chó bưng bô nhục cha mẹ mày. Không có bưng bô, không biết bưng bô là gì. Đã nó không biết từ bưng bô rồi. Quốc đi 3 ngày à, đi hình như đi 6 thứ 7 chủ nhật gì đó, rồi thứ hai về vui như làm rồi. Nhỏ được rồi. Những hè chuẩn bị dắt mấy đứa con đi Phú Quốc cho nó chơi. Tiếp tục trả lời. Chú Thư tiếp tục làm gì, có chú anh chú Thư. Để tôi xem có vấn đề gì không anh. Ok, bây giờ là dân trong nước đứng lên chống Tàu, chứ không có ngay hết như vậy thì hỏi Ngọc Lan một câu, lực an ninh mạng có dính líu gì tới Trung Quốc không? Cho kêu gọi ngày hôm nay đi biểu tình, không kêu gọi ngày hôm nay đi gây rối. Lực an ninh mạng, hỏi bạn Ngọc Lan lại lực an ninh mạng có dính líu gì tới Trung Quốc hay không mà bọn phản động ngày nay kêu gọi tụ tập đông người. Rồi, bạn trả lời đi, đâu câu để bác hiểu. Trong phần lắng nghe phần nhận xét của ban giám khảo trong một ít phút nữa sau tiết mục dự thi của thí sinh Hà My. Xin mời Hà My. Cái hay lắm lũ lãnh đạo ngu như chó. Đúng rồi, lãnh đạo ngu như chó mà đất nước càng ngày càng phát triển, GDP càng ngày càng tăng, dân sống ấm no hạnh phúc ok, chỉ một thành phần nhỏ chống đối thôi.